Nếu không may bị lạc. Sáng chủ nhật, bố cho Nam và em đi công viên. Công viên đông như hội. Khi vào cổng, bố dặn, các con cẩn thận kẻo bị lạc. Nếu không may bị lạc, các con nhớ đi ra cổng này. Nhìn kia, trên cổng có lá cờ rất to. Công viên đẹp quá. Nam cứ mải mê xem hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc ngoảnh lại thì không thấy bố và em đâu. Nam vừa chạy tìm vừa gọi, bố ơi, bố ơi. Hoảng hốt, Nam suýt khóc. Chợt Nam nhìn thấy tấm biển lối ra cổng. Nhớ lời bố dặn, Nam đi theo hướng tấm biển chỉ đường. À, lá cờ kia rồi. Nam mừng rỡ khi thấy bố và em đang chờ ở đó.